right side. Light this bitch up. Chúc mừng anh em đến con HK416D tầm trung của nhà Sinhun. Nó có những gì hay thì hiểu cùng với tôi nhá. Đầu tiên thì anh em vẫn phải có một cái là màu cam này mà tôi cực kỳ ghét. Anh em về hãy sơn xịt ngay cho tôi đi. Thì bên trong này anh em sẽ lộ ra được một cái gì? Kim loại. Làm kim loại nhá. Tiếp theo đó anh em sẽ có thêm hai cái ruồi này bằng kim loại. Tính chất kim loại này có lẫy bằng kim loại giật ra một phát. Anh em thấy quần lâu quá không? Nắp nghe bóc này kim loại nhá. Nắp Blowback cũng kim loại. Ngay cả chốt để nhà Blowback về bên này cũng là kim loại luôn. Bình một cái xong. Anh em có thêm cái kim loại nữa nhỉ? Đây, cái nút này bằng kim loại này. Cái móc để treo xuống này cũng bằng kim loại. Với cái bản tầm trung này á, thì bộ bánh răng với cả bộ cái bóc của nó á, nó chỉ là ni lông chứ nó chưa phải kim loại đâu. Còn bản kim loại sẽ là bản mà 3.0 bản 3 của nó ấy, nằm trong một cái review tiếp theo. Còn nếu anh em nào thích ý, thì tôi sẽ để góc này cho em xem bản vua HK để mà tạo cái góc này nhá. Đi một chút đến phần bán của nó thì so với cả bản kia nó không khác gì nhiều, vẫn là cái bán đấy, vẫn là cái túp bằng ni lông đấy, vẫn là một cái đít bán có thể xoay được ra như thế này đấy, và tháo nó ra để bán hay là đít bán hay là cao su khá là êm cho vai. Và khác biệt của nó không nhiều, còn đã là Sinhun rồi thì là mọi thứ vẫn cứ là chuẩn chỉ, vẫn cứ là này. Ví dụ như là phần brass này, phần bốn mặt ride này có thông tin rõ ràng ngon nghẻ, ni lông của nó cũng chả chê được gì, toàn cao cấp rồi. Còn body build thì thôi, chắc chắn Blowback thì sướng đây, những cái tìm có thứ được khắc la xe lên thì vẫn nét này, vẫn đẹp này. Phần thông tin và phần chế độ bắn thì vẫn được khắc và đổ màu vào đây, vẫn đẹp, vẫn ngon. Tay cầm thì vẫn xịn, trời ơi mát, vẫn cứ là đẹp. Thông tin thông tiết rõ ràng, khắc chìm các thứ đầy đủ luôn. Về chiều dài của nó thì vẫn xem như vậy, tôi vẫn theo lại anh em cho chắc chắn nhé. 75cm. Còn cân nặng thì bản này sẽ nhẹ hơn bản kia một chút. Cân nặng của em nó sẽ rơi là 1 cân 9, 1 cân 9 50, gần 2kg anh em ạ. Và với bản này á, cái sự khác biệt của nó nằm ở đâu? Nằm ở sức mạnh. Sức mạnh của nó bao nhiêu? Như thế nào? Đẹp rồi nha. Thử cái thùng Navi với HK Sinhun bánh răng nhựa thôi. Ui, đã mà quá. Ui. HK Sinhun bánh răng nhựa Blowback. Vẫn là dễ dàng. Thử tác của con Sinhun HK mà bản bánh răng nhựa này. Chơi luôn này. Thank you.
thử khả năng chúng ta của con HK với răng nhựa nào. Tập trung hết vào góc phần tư bên tay phải gần tâm người. Đánh giá chung cho em đó, ở cái tầm trung ấy của Giang Anh thì con này phải xứng đáng 9 trên 10 điểm. Hơi tiếc một tí là cái tốt này nó chưa phải kim loại đâu, nhưng mà thôi không sao cả. Nhưng với độ kia bắp ổn định như thế, sức mạnh như vậy, vờ lâu bắt vờ lâu biết rõ ràng đấy. Ngon như thế này thì em còn đòi hỏi cái gì nữa? À, có một điểm trừ nữa cho em thoát lên đường này, nhưng mà nghe lời tôi, anh em về sơn xỉ cùng gái là hết ngay. Anh em cho tôi một vài đánh giá, một vài bình luận, comment ở phía bên dưới về em HK và tập trung này của Shizune nhé. Cảm ơn và xin chào anh em.